Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách chữa dứt điểm bệnh trĩ lâu năm bằng rau diếp cá hiệu quả tại nhà. Bệnh trĩ là một trong những căn bệnh khó nói, vì vùng bị bệnh là nơi kín đáo khó nói, nhất là đối với chị em phụ nữ, họ thường rất ngại ngùng và không muốn chia sẻ với người khác. Vì thế, họ thường tìm đến những bài thuốc dân gian để chữa trị căn bệnh khó nói này. Và chắc hẳn nhiều người đã biết rau diếp cá chữa được bệnh trĩ, bởi các thành phần có trong rau diếp cá không chỉ dùng để chữa bệnh trĩ mà còn có tác dụng phòng tránh bệnh hiệu quả. Vậy những cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá hiệu quả nhất hiện nay là gì? Sau đây, Mẹo Sống Khỏe VTT7 sẽ mách cho bạn hai cách trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá ngay tại nhà cho hiệu quả cao. Các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cách 1. Chữa bệnh trĩ bằng nước rau diếp cá. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách làm này là: thứ nhất là khoảng 200g rau diếp cá. Nguyên liệu thứ hai là khoảng 10g đường trắng. Và cuối cùng là một chút muối trắng. Đây là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị bệnh trĩ tại nhà này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện như sau. Đầu tiên với rau diếp cá thì bạn hãy nhặt lấy phần lá và phần ngọn non nhé. Đây là rau diếp cá mình thu được. Với phần rau diếp cá này thì bạn hãy chuẩn bị cho mình một chậu nước sạch. Bạn cho rau diếp cá vào chậu nước này và rửa thật sạch đi nhé. Sau khi rửa lần thứ nhất xong thì bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một chậu nước khác. Bạn cho vào chậu nước này một chút muối và khuấy đều lên. Khi mà muối đã tan hoàn toàn thì các bạn cho rau diếp cá vào và ngâm nhé. Chúng ta sẽ ngâm rau diếp cá trong nước muối pha loãng khoảng 3 phút. Giờ thì bạn có thể vớt rau diếp cá ra được rồi. Khi mà rau diếp cá đã được rửa sạch thì bạn hãy để cho nó ráo nước đi nhé. Đây là rau diếp cá đã được rửa sạch và ráo nước. Mình sẽ thái nhỏ nó ra. Rau diếp cá sau khi được thái nhỏ xong thì bạn hãy cho nó vào một cái cối xay sinh tố. Bạn cho vào cối này khoảng 150ml nước đun sôi để nguội.
Giờ mình sẽ mang nguyên liệu này đi xay nhuyễn nhé. Đây là rau diếp cá đã được xay nhuyễn. Với hỗn hợp này, chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi nhé. Mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước ra một cái cốc. Nếu nhà bạn nào không có dây lọc thì bạn có thể dùng khăn xô cũng được. Đây là phần cốc nước rau diếp cá mà mình thu được. Với cốc nước này thì mình sẽ cho vào một thìa đường. Bạn nên nhớ không nên cho quá nhiều đường sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Mình sẽ khuấy đều lên cho đường tan hết ra. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà mình cần cho cách trị bệnh trĩ tại nhà này. Cách các bạn sử dụng cốc nước này như sau. Mỗi ngày bạn nên uống một cốc nước rau diếp cá này, nó sẽ đem lại hiệu quả chữa bệnh rất tốt. Để chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá được hiệu quả thì người bệnh nên kiên trì trong một thời gian dài mới thấy được sự chuyển biến của bệnh. Cách 2. Chữa bệnh trĩ bằng cách đắp rau diếp cá. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách làm này là: nguyên liệu thứ nhất là 100g rau diếp cá. Nguyên liệu thứ hai là một chút mùi trắng. Với cách làm này thì chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi nhé. Với hai nguyên liệu này thì ta có cách thực hiện như sau. Tương tự như cách 1, rau diếp cá khi được hái hoặc mua về thì chúng ta nên nhặt lấy phần lá và ngọn non nhé. Sau khi nhặt xong rồi thì chúng ta cũng nên rửa sạch đi. Và chúng ta cũng nên ngâm qua nước muối pha loãng khoảng 3 phút nhé. Đây là phần rau diếp cá khi được làm sạch và để ráo nước. Công việc tiếp theo là mình sẽ vặt nhỏ nó ra. Rau diếp cá sau khi được vặt nhỏ thì mình sẽ cho nó vào một cái cối và giã nhỏ, giã nhuyễn nguyên liệu này ra. Khi mà rau diếp cá đã được giã nhỏ ra rồi thì bạn hãy cho vào cối này một thìa muối trắng. Sau đó tiếp tục giã cho hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau nhé. Đây là hỗn hợp rau diếp cá và muối của chúng ta sau khi đã được giã nhỏ. Chúng đã quyện vào nhau rồi này. Giờ mình sẽ cho nó ra một cái bát sạch nhé. Đây chính là hỗn hợp cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị bệnh trĩ này. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Trước khi đắp hỗn hợp rau diếp cá và muối lên vùng hậu môn thì bạn nên vệ sinh sạch vùng hậu môn bằng nước muối pha loãng. Sau khi vệ sinh xong thì bạn hãy thấm khô bằng khăn mềm và đắp hỗn hợp mà chúng ta vừa làm lên vùng búi trĩ. Rồi dùng miếng vải băng cố định chỗ vừa đắp chừng khoảng 30 đến 50 phút, thực hiện mỗi ngày đến khi các triệu chứng của bệnh có phần cải thiện. Ngoài việc chữa bệnh trĩ bằng diếp cá thì người bệnh cũng nên chú ý thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh như là ăn thực phẩm nhiều chất xơ, kết hợp ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau xanh và ngũ cốc. Nên hạn chế ăn những đồ cay nóng như tiêu, ớt, nên hạn chế uống rượu bia. Nên uống nhiều nước ít nhất là từ 1,5 đến 2 lít nước trên ngày. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao đều đặn, những môn thể thao vừa sức nên tập khoảng 30 phút trên ngày nhằm giảm lực ép lên tĩnh mạch, giúp ngăn ngừa táo bón.
Không nên đứng hoặc ngồi lâu một chỗ. Trường hợp nếu tính chất công việc yêu cầu phải đứng hoặc ngồi, quý vị hãy thỉnh thoảng đứng dậy đi bộ giữa các phòng ban. Lưu ý khoảng 1 giờ làm việc cần đứng dậy để đi lại. Nên đi đại tiện ngay khi có cảm giác muốn đại tiện. Không nên căng thẳng và nín thở khi đại tiện bởi nó sẽ làm tăng lực ép lên tĩnh mạch ở đầu cuối trực tràng. Hãy áp dụng ngay bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng cây diếp cá này và kết hợp ăn uống, sinh hoạt điều độ để thấy được hiệu quả. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.